mới đây chủ tịch quỹ ba nhân dân quận ninh kiều quỳnh trung trứ đã đến kiểm tra công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đoàn đã kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị tại các tuyến đường Gió Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, đường Châu Văn Liêm và đường Võ Thị Sáu. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị địa phương đơn vị tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lớn chiếm lòng đường, vỉa hè, các trường hợp bỏ rác không đúng thời gian quy định. Đồng thời đề nghị địa phương phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường đơn vị thu gom, thống nhất thời gian thu gom rác, chấn chỉnh tình trạng để rác thải không đúng nơi quy định.